Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện Tri Tôn tổ chức phiên tòa giải định và tổ chức tọa đàm với chủ đề Phòng chống bạo lực trẻ em năm 2024. Theo cáo trạng tại phiên tòa giải định, bị cáo Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1977, là dì ruột của Nguyễn Kim Long, sinh năm 2014. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy có hành vi dùng quạt nang tre, chổi, cây và tay đánh cháu Long gây đa vết thương, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 3%. Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Thủy là nguy hiểm, không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 1 năm 6 tháng tù, tội hành hạ người khác, theo điểm A khoảng 2, điều 140, điểm Y, điểm S, khoảng 1, khoảng 2, điều 51 và điều 38 Bộ Luật Hình Sự. Với cách thể hiện dễ hiểu, tình huống giả định sát thực tế, nội dung thể hiện sinh động, phù hợp, giúp người lớn và trẻ em nhận thức rõ về tính nghiêm minh của pháp luật, từ đó phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về xâm hại và bạo hành trẻ em.